Đức Từ Tôn Hồng Quân Lão Tổ ngự nơi cung Bắc Đẩu, phổ truyền chân đạo cho chư tiên. Từ đó các vị ấy khai mở ra các giáo phái, tông môn ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau, nhằm đưa chúng sinh về với cội đạo. Chư thiên tiên hay các vị đứng đầu các tông môn, giáo phái cũng là những vị nắm giữ tiên tịch cho môn nhân đồ chúng của mình. Sau khi hồi nguyên về với cội đạo, thì nhìn nhận nhau là huynh tỷ đệ muội cùng chung một gốc sinh ra vậy. Đức Từ Tôn Hồng Quân Lão Tổ khi truyền đạo ở Ấn Độ chính là Đức Vishnu cổ Phật. Người phân tánh hóa sanh thành Krishna là vị thần tượng trưng cho tình yêu thương, sự cứu rỗi, sự đâm chồi nảy lộc của mầm sống mới sau khi trải qua hội diệt. Vì thế tên Krishna còn được hiểu như là nhân tố huyền nhiệm của sự sống, tia sáng hy vọng trong bóng tối. Nhiều người lại dịch rằng Krishna là màu đen, xanh đen do hình tượng của Đức Krishna là một cậu bé chừng 14 đến 16 tuổi, có nước da màu xanh đen. Đức Từ Tôn đã phân tánh thành Tam Thanh từ thuở Hồng Mông khai thiên lập địa. Một trong Tam Thanh là vị đạo đức Thiên Tôn, khi truyền đạo ở Trung Hoa đã nhập thế chuyển sinh thành Đức Lão Tử, người đã truyền bá đạo đức kinh, giúp hành giả tu luyện tiên đạo. Đức Từ Tôn lại phân tánh chiếc lên thành một đóa bạch liên, được bạch tượng sáu ngà Linh Nha Tiên đưa từ cung Thiên Đâu Xuất xuống hạ giới, giáng nhập thai bào của Hoàng hậu Maya ở nước Ấn Độ, chuyển sinh thành Thái tử Tất Đạt Đa. Vị này tìm kiếm con đường giải thoát cho chính mình trước những cám dỗ của phù hoa thế tục. Về sau đạt đạo trở thành Đức Phật Tổ Thích Ca của dòng tu Phật Đạo Thích Giáo, người chỉ dạy cho đồ chúng về trí tuệ phá chấp vô minh mà tự mình giải thoát khỏi tứ khổ. Người đời gọi nôm na là Phật giáo vậy. Sau Đức Phật Thích Ca, Đức Từ Tôn lại phân tánh chiếc linh, chuyển sinh đầu thai ở đế quốc La Mã, là Đức Giê-xu, tức Gia Tô Giáo Chủ, người đã hy sinh thân mạng trân quý của mình để cứu chuộc cho tội lỗi của loài người lúc bấy giờ, gieo vào lòng chúng sinh một hạt giống của đức tin, tình yêu thương sâu sắc. Đấy chỉ là một số trường hợp chư vị truyền đạo, giáo chủ của các tông môn do Đức Từ Tôn Hồng Quân Lão Tổ phân tánh chuyển sinh từ cung Thiên Đậu Xuất, giáng hạ trần gian ở cõi địa cầu này, được lịch sử ghi nhận rõ ràng khoảng 5.000 năm trở lại đây. Tất nhiên ở những cõi giới khác, hoặc ở cõi này nhưng 5.000 năm trở về trước nữa, các dân tộc khác nhau trên thế giới có rất nhiều tông môn, giáo phái dạy người tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ, tu luyện để sống hòa mình cùng thiên nhiên, trở thành thần tiên bất tử cùng thiên địa. Trong bài này chỉ chia sẻ vài trường hợp đặc biệt mà nhiều người biết đến theo dòng lịch sử tâm linh, kinh sách có đề cập. Nhưng mà chỉ vài trường hợp như thế cũng đủ thấy được vai trò của cung Bắc Đẩu, là nơi sản sinh ra chư vị cao trọng, chuyên phụ trách về việc phổ truyền đạo Pháp, đưa người khỏi cảnh vô minh, tìm về bến bờ an lạc, giải thoát trong minh triết. Trên đường về cội đạo của chân hồn có tu tập, đối với người có tu tập chân đạo ở một cảnh giới nhất định, khi vừa mất đi thân mạng của mình, chân hồn ấy đang lúc trầm mê lẫn quẩn với các nhân duyên nghiệp quả của bản thân và cận tử nghiệp chi phối. Cung Bắc Đẩu có thánh lệnh cho chư vị liên thần hỗ trợ, giúp đỡ cho chân hồn ấy sớm được tịnh tâm tinh tấn, rồi dẫn độ chân hồn ấy về Bạch Ngọc Kinh, bái kiến chư vị tam tôn khởi nguyên trước khi quyết định chuyển sinh thành dạng tồn tại nào đó trong tam giới. Chân hồn ghé về cung Bắc Đẩu, tại đây sẽ được chư vị phụ trách dẫn đến tịnh tâm đài, có quyển thiên thơ Vô Tự Kinh. Nhìn vào Vô Tự Kinh, mỗi chân hồn sẽ được cho nhìn thấy rõ ràng đường đi của các lý sự, gieo nhân gì thì gặt quả tương ứng với điều như thế. Nhờ việc nhìn thấu rõ ràng các nhân duyên nghiệp quả của bản thân, chân hồn ấy sẽ có được sự quyết định chính xác với số phận của mình, thăng hay đọa, tiếp tục ở lại thượng giới, trung giới hành thiện độ chúng hay sẽ đầu kiếp xuống trần gian trợ giúp nợ nần, hoặc học hỏi thêm hay là cứu độ chúng sinh, đều do chân hồn ấy tự lựa chọn quyết định cho số phận mình vậy.